Ôi, đại lúa mến chào bà con nông dân mình. Thì qua hổm thì mình cũng chia sẻ xịt thuốc là cho cái miếng đất của bà chị này đây. Đó, thì bữa nay cũng trở lại xịt thuốc, là bữa nay cũng được cách đây khoảng 8 ngày. Đó. Thì lúa này cũng gần 1 tháng rồi. 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là gần 1 tháng rồi đó bà con mình. Thì cái giống lúa OM18 này đây, thì mấy gài mưa nè, có sợ bệnh cho nên là xịt ngừa luôn đi chắc ăn, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Chứ nó đã bệnh rồi là mình xịt không hết nổi đâu, nó chỉ sừng thôi, đừng cho lan ra thêm thôi. Thì mấy cái vết này nó đã bệnh rồi nè, đó, cái chỗ tốt nè, đó bà con mình. Đó, đậu ôm thì mấy cái đốm này đây đó. Thì cái giống lúa của em 18 này thì cái nó cũng cũng đỡ 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 cái vụ mà đậu ôm, nhưng mà tốt quá thì cũng bị bệnh thôi. Thì cái này hôm trước giải hết 37 ba 32 ký 32 ký phân rồi đó. Thì lúa này có dàn thuốc dàn hai cử đó, cho nên lúa nó lùng, nó không có cao. Lúa này gần 1 tháng rồi nhưng mà nó không có cao đó bà con mình. Nó mấy cái chỗ nó mới dậm dậm thêm quá, bởi vì nó lùng nó vàng luôn đó, chứ không phải mấy cái hai cái lỗ vàng đó là nó dậm phân nhiều quá, nó lùa nó lùng luôn tại thuốc nhiều, chứ không phải là phân nhiều nó tốt, tại vì có trộn thuốc dằn mà đó. Mấy cái chỗ về xạ điều thì nó đều bằng đọt, còn mấy chỗ nào mà dặm giải nhiều quá là nó cũng xanh, nhưng mà đều cái nó lùng lùng lắm. Thì bữa nay cũng trở lại xịt thuốc ngừa đậu ôn, đậu ôn với thuốc sâu đó, không biết có thuốc gì mới không. Bây giờ mình vô mình chia sẻ hiệu thuốc cho bà con mình xem. Thì thuốc sâu hình ba cái búa, rồi thuốc cập chị đậu ôm đó, thuốc cập chị đậu ôm đó bà con mình đó. Đậu ôm lá nào nào cũng có bông, thì một chai dư khuẩn, một chai chị đậu ôm đó. Rồi xịt cũng không có gì hết, chỉ có hai thứ thôi. Coi cái này gì đây, cũng hai thứ à, chứ không có gì. Có hai thứ hả bà Diễm? Sâu với đậu ôm không á? Cái này chỉ xịt ngừa sâu đậu ôm thôi á. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tám cặp. Cái này 5 chai, 6 chai. Sáu chai xịt 50 bình, là một chai này chưa được 10 bình đó. Rồi
Rồi nãy giờ mình cũng chia sẻ đó, hiệu thuốc với nó. Còn lúa nè, cái chỗ này lúa cấy nè, nó bỏ thấy nó ấy và giải phân nhiều quá, cái đầu cái nó lùng hơn người ta luôn, tại vì nó bị thuốc nhiều hơn. Phân nhiều là thuốc nhiều, tại vì trộn thuốc. Thì cái này cũng có đồ ông đốm sắt, gỉ sắt đâu đó đốm cũng lê gai. Thì có mấy cái chỗ vàng này là bị cũng hơi nhiều. Cái này là cũng như là xịt trị bệnh rồi ngừa bệnh luôn, ngừa bệnh cái lát sau. Thì cho cái giống lúa OM18 này đây. Và nói thì bệnh này nó chỉ có một hai chòm nhưng mà nó khô hết rồi. Nó không có lan. Đó. Thì khu đất là Chiro Mang Giang. Bên đây là Vĩnh Phước. Là của bà chị này đây. Thì đưa lúa còn 3 ngày nữa là 1 tháng là 32 kg phân. Đó. Thì ít bữa nó giải phân, mình chia sẻ coi bà giải phân gì bao nhiêu ký cho bà con mình xem, và theo dõi cái miếng đất của bà chị ở đây coi kỹ thuật bà bằng OM này trúng không. Vụ rồi thì bà bằng 504 thì nó đạt rồi, 800 mấy rồi. Đó. Thì mình cũng chia sẻ đơn giản vậy thôi. Thì kỹ thuật của bà chị mình bằng, thì kỹ thuật người ta bằng, nếu người ta hỏi mình thì mình góp ý thôi. Cái đó là tài sản của người ta, người ta muốn làm cách nào thì ta làm đó, những thấy phù hợp thì người ta làm theo đó, chứ mình cũng không có quyết định được đâu đó. Thì mình có lúa nhà thì cũng chia sẻ lúa nhà cho bà con mình xem có kỹ thuật của mình, nhưng mà mình không có màng dạy về đất thuê. Bây giờ giá cao quá, thuê mà không có lời. Thì bà chị này cũng thuê không mà, chứ không có đất nhà đâu đó. Hai khuôn này với khu lớn với khu nhỏ này cũng đất thuê không à. Nó cái khuôn lớn này mà thuê bằng hai vụ sau nè, còn khuôn này thì bằng giáp năm đó. Hay cái khuôn lớn hai vụ sau là bằng vụ này nữa là trả rồi, đâu có bằng nữa đó. Thì video đến đây là hết, và nhớ đăng ký kênh và xem và bấm chuông thông báo để nhận clip tiếp theo và mình theo dõi đồ bình luận đồ. Xin chào và hẹn gặp lại.